Vâng, chào mừng tới toàn thể các quý anh chị em và những người bạn đã và đang theo dõi video trên kênh xe máy xuân hợp của mình. Nếu các bạn đang quan tâm về cái chủ đề sửa chữa xe máy tại nhà thì các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được thông báo mới mỗi khi kênh xe máy xuân hợp của mình đăng video mới lên kênh. Video ngắn hôm nay mình sẽ chia sẻ lên cho anh em và những người bạn nào của mình mà chưa biết về cái cách mở cái cốp xăng trên những cái dòng xe lít 125 này, để cho anh em và những người bạn ta cùng nhau ta tham khảo và cùng nhau ta áp dụng. Thì cái cách mở cốp xăng trên những cái dòng xe lít 125 như thế này thì nhiều anh em và những người bạn ta đã biết cái cách mở cốp để đổ xăng cho xe của mình rồi. Nhưng cũng có thể là nhiều anh em và những người bạn ta ít va chạm về cái dòng xe tay ga nói chung và cái dòng xe lít 125 của hôm nay mình làm video nói riêng. Mà tình trạng khi anh em và những người bạn ta mượn xe chẳng hạn mà ta cần đổ xăng cho xe, mà ta đang loay hoay, ta không biết cách nào để mở được cái cốp xăng để đổ xăng cho xe của anh em và những người bạn khi ta lưu thông xe ở trên đường. Vậy thì cái video ngắn hôm nay mình xin chia sẻ lên cho anh em và những người bạn nào mà ta chưa biết cái cách mở cốp xăng trên cái dòng xe lít 125 như thế này. Thì anh em và những người bạn ta lưu ý giúp cho mình với những cái dòng xe lít 125 như thế này. Khi anh em và những người bạn ta cần mở cốp xăng thì lưu ý giúp mình, đây là cái cốp xăng anh em và những người bạn nhé. Khi anh em và những người bạn ta cần mở cốp xăng để đổ xăng cho xe của anh em và những người bạn khi ta lưu thông xe trên đường mà ta ít va chạm về những cái dòng xe tay ga nói chung và cái dòng xe lít của hôm nay mình làm video nói riêng, thì mời anh em và những người bạn ta cùng nhau ta theo dõi video. Thì đây là cái ổ khóa trên cái dòng xe lít 125 như thế này, thì hai nút trên là anh em và những người bạn ta sử dụng để ta mở cái cốp xăng đấy, anh em và bạn lưu ý giúp cho mình nha. Đấy, còn cái nút dưới này thì nó là cái nút mở cốp in rồi. Cách mở cốp xăng thì anh em và những người bạn ta sẽ khởi động chìa khóa này, sau đó anh em và những người bạn ta sẽ bật khóa nấc 1 nha. Sau đó anh em và những người bạn ta sẽ nhận cái nút khóa trên này. Đấy, ngay lập tức thì cái cốp xăng xe của anh em và những người bạn ta đã được mở. Và đây là anh em và những người bạn ta chú ý giúp mình cái nắp xăng trên cái dòng xe lít 125 như thế này. Và anh em và những người bạn ta sẽ tiến hành ta đổ xăng vào là ok thôi. Cũng rất chi là đơn giản, để cho anh em và những người bạn nào mà ta ít va chạm về những cái dòng xe lít 125 như thế này, mà ta mượn xe, ta đi chẳng hạn, mà ta cần đổ xăng, mà ta chưa biết cái cách mở cốp xăng để ta đổ xăng cho xe của anh em và những người bạn. Thì anh em và những người bạn khi ta tiến hành ta đổ xăng xong, thì ta sẽ tiến hành ta đóng cái nắp xăng này lại là ok thôi. Như vậy là cái video ngắn vừa rồi, mình đã chia sẻ lên cho anh em và những người bạn của mình cái cách mở cốp xăng trên những cái dòng xe tay ga nói chung và cái dòng xe của lít 125 của hôm nay mình làm video nói riêng. Thì anh em và những người bạn xem video của mình nếu như mà thấy hay và hữu ích cho anh em và những người bạn thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để ta theo dõi những các video mới trên kênh xuân hợp. Xin chúc cho anh em và những người bạn luôn thành công. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.